hội đường phố Carnival thường niên đã được khai mạc tại thủ đô Rio de Janeiro của Brazil với những màn trình diễn độc đáo đầy màu sắc. Các nhà tổ chức ước tính lễ hội năm nay sẽ thu hút khoảng 1 triệu lượt du khách và mang về hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế địa phương. Bất chấp việc nền kinh tế đang gặp suy thoái và việc cảnh sát đình công tại Brazil làm dấy lên những quan ngại về an ninh, hàng ngàn người dân địa phương và du khách vẫn tập trung tại Rio de Janeiro để thưởng thức những tiết mục trình diễn độc đáo và ấn tượng. Màn trình diễn mở màn với các giai điệu và trang phục đầy màu sắc đã khiến nhiều người bất ngờ. Nhà tổ chức cho biết có hơn 70 đội tham gia vào mùa lễ hội Carnival năm nay và mỗi đội sẽ lần lượt biểu diễn một tiết mục với chủ đề khác nhau. Các cuộc diễu hành hàng năm thường được truyền trực tiếp với sự tham gia của hơn 5.000 vũ công. Chúng tôi đã biểu diễn bằng tất cả sức lực của mình, bằng tâm hồn và hơi thở. Lễ hội Carnival tại Brazil được biết đến là một trong những lễ hội đường phố lớn nhất thế giới, được tổ chức vào cuối tháng 2 hàng năm. Lễ hội đường phố tràn ngập âm nhạc và những vũ điệu samba quyến rũ thường kéo dài một tuần với khoảng 2 triệu người tham gia mỗi ngày. Presidida por Moisés Antônio Coutinho Filho e Marcelo Moragas. Bateria!